Dự kiến sẽ còn 5 cầu thủ nữa bị loại khi huấn luyện viên Chu Xie công bố danh sách đội tuyển Việt Nam đấu trận với Philippines trên sân khách. Với những động thái gần đây, không khó để dự đoán những cái tên sẽ bị loại khỏi đội hình xuất phát trong trận khai màn chiến dịch vòng loại World Cup 2026. Dù ông thầy người Pháp từng thể hiện lòng tin đối với các cầu thủ trẻ, trong danh sách rút gọn hiện tại với 28 cầu thủ, có lẽ sẽ có ít nhất 3 cầu thủ trẻ bị loại. Văn Lâm dự kiến sẽ là lựa chọn hàng đầu ở vị trí thủ môn. Ở hàng thủ, với sự trở lại của Quế Ngọc Hải, 3 cầu thủ còn lại có thể sẽ là Tuấn Tài, Thanh Bình và Việt Anh. Hoàng Đức, Tuấn Anh và Hùng Dũng được cho là sẽ là lựa chọn ổn định của huấn luyện viên Chu Xie. Với thành tích ấn tượng trong màu áo câu lạc bộ Công an Hà Nội gần đây, Tuấn Hải có thể sẽ được chọn để đá cặp với Tiến Linh trên hàng công. Dưới triều đại của huấn luyện viên Park Hang-seo, danh sách tập trung và đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam thường dễ đoán, vì ông thầy người Hàn Quốc đã thể hiện niềm tin đặt vào các cầu thủ trụ cột của mình. Tuy nhiên, khi triều đại huấn luyện viên Chu Xie bắt đầu, có nhiều điều bất ngờ khi người cầm quân người Pháp tuyên bố thay đổi triệt hạ triết lý bóng đá áp dụng cho đội tuyển Việt Nam cũng như U23 Việt Nam. Thậm chí, ông vẫn tỏ ra kiên quyết và trung thành với cuộc cách mạng mà mình đưa ra để thay đổi triết lý bóng đá mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã thành công với bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, sau thất bại ở SEA Games 32 và loạt trận giao hữu tháng trước, việc huấn luyện viên Chu Xie loại bỏ Trương Tiến Anh cho thấy ông đã tìm ra sự vững vàng trước sự phê phán từ dư luận.